Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 26 000 tỷ đồng, em họ nói lời bất ngờ. Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang với ông Lê Ánh Dương. Vụ lũ quét kinh hoàng ở làng ngủ thêm hai nạn nhân được tìm thấy. Giải mã hiện tượng run chư lên mặt đất khiến dân hoang mang tại Tuyên Quang. Lào Cai, công an triệt phá vụ mua bán ma túy bắt giữ hai đối tượng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin điểm nóng 24 giờ trên kênh YouTube của Báo Công Thương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 10, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần tranh luận, thu hút sự quan tâm của dư luận. Một trong những tâm điểm của phiên tòa là lời bào chữa của luật sư đại diện cho bị cáo Trương Vincent King, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty SPG và Công ty Sunny World, đồng thời là em họ của Trương Mỹ Lan, người đứng đầu tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tại phiên tòa, luật sư của Trương Văn Sinh Kinh đã nhấn mạnh rằng bị cáo hoàn toàn tin tưởng vào chị họ của mình, Trương Mỹ Lan và không có ý thức rằng hành động ký các hợp đồng, hồ sơ phát hành trái phiếu của công ty An Đông là nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các trái chủ. Luật sư cũng đề cập đến việc bị cáo có ba con nhỏ, vợ không có việc làm và đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Đây là những tình tiết giảm nhẹ cần được xem xét. Trương Vincent King cũng tự bào chữa và bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì đã ký các văn bản không đúng và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các trái chủ. Sau khi được cơ quan điều tra giải thích về hành vi sai trái, bị cáo đã nhận thức rõ lỗi lầm của mình và xin lỗi các bên liên quan. Theo hồ sơ vụ án, Trương Vincent King từ năm 2010 đã được Trương Mỹ Lan đưa về Việt Nam và sắp xếp vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại công ty SPG và công ty Sunny World. Dù chỉ phụ trách về chuyên môn phát triển dự án bất động sản, xúc tiến đầu tư và đối ngoại, bị cáo đã ký các hồ sơ, thủ tục hợp thức hóa để công ty An Đông phát hành trái phiếu, từ đó giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền lên đến 26.000 tỷ đồng. Hành vi này bị quy kết là đồng phạm trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, phiên tòa còn xét xử bị cáo Kwok Hackman Oliver, tổng giám đốc công ty An Đông. Luật sư bảo chữa cho rằng ông Kwok chỉ đóng vai trò phụ thuộc, ký các giấy tờ liên quan đến việc phát hành trái phiếu dưới sự chỉ đạo của Ngô Thành Nhã, chứ không trực tiếp tham gia điều hành tài chính công ty. Kwok Hackman Oliver cũng tự bảo chữa và xin hưởng khoan hồng nhấn mạnh vào các tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt là sự hiểu biết hạn chế về pháp luật Việt Nam. Phiên tòa Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra với sự tranh cãi gây gắt giữa các bên liên quan. Sáng ngày 8 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ánh Dương. Ông Dương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nghỉ hưu trước tuổi ngày 1 tháng 10 năm 2024. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh với bà Lê Thị Thu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang và ông Lê Opic, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Những thay đổi này diễn ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm các ông Lê Ánh Dương, Lê Thị Thu Hồng và Lê Âu Pích. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng xem xét và thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng khác, đáng chú ý là các nghị quyết về đầu tư công bao gồm việc bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công chung giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân cũng thảo luận về kế hoạch đầu tư công chung giai đoạn 2026-2030, chương trình Mục tiêu Quốc gia và đồ án quy hoạch chung đô thị hiệp hòa đến năm 2045. Ngoài ra, một số quyết định về tài chính, ngân sách nhà nước và các chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030 cũng được xem xét. Sáng ngày 8 tháng 10, thông tin từ Sở Chỉ huy Tìm kiếm, Cứu hộ, Cứu nạn cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét sạt lở đất kinh hoàng tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên vào dạng sáng ngày 10 tháng 9. Hai thi thể nạn nhân được tìm thấy là anh Hoàng Văn G, sinh năm 1985, và em Hoàng Quỳnh L, sinh năm 2014. Việc xác nhận danh tính hai nạn nhân được thực hiện thông qua xét nghiệm ADN, như vậy, tính từ thời điểm xảy ra vụ sạt lở đến nay, cơ quan chức năng đã xác định vụ lũ quét làng nủ làm tử vong 60 người, còn 7 người vẫn đang mất tích. Cơ quan chức năng cũng xác định đến nay có 87 người an toàn. Hiện tại, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Yên vẫn đang huy động lực lượng, máy móc tập trung tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Trước đó, theo nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Châu Lân, Trường Đại học Giao thông Vận tải và nhóm cộng sự cho thấy, nơi phát sinh trượt lở vùi lấp thôn làng nủ thuộc hệ tầng núi Con Voi, ở đó đá bị ép phiến mạnh cắm dốc 40 đến 50 độ. Căn cứ vào dữ liệu lượng mưa trên giờ ngày mùng 9 tháng 9, 57 mm trên giờ cho thấy việc trượt lở đất đá có thể xảy ra từ ngày mùng 9 tháng 9, nhưng dòng chảy của nó bị co hẹp lại ở cách điểm phát sinh trượt khoảng 2 km, tạo đập dâng tạm thời. Sáng sớm ngày mùng 10 tháng 9, lượng mưa tích lũy ở đây, vị trí đập tạm đạt 663 mm ở mức rất cao bằng 1 phần tư lượng mưa trung bình cả năm ở Lào Cai. Do áp lực của nước dâng lên nên đập tạm bị vỡ, lũ bùn và đất đá tràn ra, lan rộng xuống phía dưới do địa hình phẳng bên dưới thôn Làng Nủ lúc 5 giờ sáng ngày 10 tháng 9. Theo tính toán, đỉnh núi Con Voi có lớp vỏ phong hóa dày tới 40 mét nên vụ sạt lở tạo nên một vùng trượt lở khối lớn với thể tích lên đến 1,6 triệu mét khối. Sau thảm họa sạt lở ở thôn Làng Nủ, các nhà khoa học khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần chủ động giả soát các khe nước trên sườn dốc và đoạn nghẽn dọc ở các sông suối, nhánh, dòng chảy. Ngày 7 tháng 10, thông tin về báo công thương, lãnh đạo huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã xác định bước đầu nguyên nhân hiện tượng lạ khiến nhiều run đất chui lên mặt đất tại thôn Trung Thành 1, xã Thành Long. Bước đầu, cơ quan chuyên môn xác định hiện tượng run chui lên mặt đất xuất phát từ một số nguyên nhân sau. Người dân sử dụng phân bón, phân gà, bón cho cây, dưa nên trong quá trình phân hủy sẽ khiến nhiệt đất nóng lên, thiếu không khí trong đất. Cùng với đó, các hộ dân dùng ni lông phủ luống trồng dưa với mật độ dày cũng khiến không khí đất giảm, khiến run truy lên mặt đất để thở. Thêm vào đó, những ngày gần đây thời tiết thay đổi, ban ngày trời nắng, độ ẩm không khí thấp. Cộng với việc bón phân dẫn đến không khí trong đất giảm nên xảy ra hiện tượng run đất chui lên mặt đất với số lượng lớn. Đến khi trời nắng lên, nóng, run lại chui xuống đất quanh khu bờ ruộng. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 10 năm 2024, tại cánh đồng ông Trung, thôn Trung Thành 1, xã Thành Long, trên các thửa ruộng người dân sản xuất dưa chuột, xuất hiện run đất bò lên mặt ruộng có mật độ rất cao, người dân chưa xác định được nguyên nhân, người dân lo sợ hiện tượng liên quan đến sụt lún sạt lở đất. Thêm vào đó, một số người dân đã quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội, nhiều người có những bình luận chưa đúng về hiện tượng trên gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Ủy ban nhân dân xã Thành Long kiểm tra vụ việc, xác định nguyên nhân cơ quan chuyên môn của huyện hàm yên cũng khẳng định run đất là sinh vật rất tốt cho đất việc run chui lên mặt đất là hiện tượng bình thường không ảnh hưởng đến sản xuất chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không hoang mang tránh không có hoạt động mê tín dị đoan lợi dụng để đẩy sự việc đi quá xa ảnh hưởng đến an ninh trật tự đồng thời có biện pháp bảo vệ không để kẻ xấu đến kích trộm run hủy hoại môi trường đất cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát hiện tượng này nếu có bất thường cần thông báo sớm để có giải pháp phù hợp để tránh hoang mang dư luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Công an huyện Văn Bàn, Lào Cai bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 10 năm 2024, tại Cổng Nghĩa Trang Thôn Phú Hải 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, hai đối tượng là Hoàng Văn Duy, sinh năm 1989, trú tại thôn Ngầu Hai, xã Võ Lào, huyện Văn Bàn, và Doãn Văn Hòa, sinh năm 1995, trú tại thôn Văn Thủy, xã Võ Lào, huyện Văn Bàn, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tại thời điểm bị bắt, Duy đang thực hiện hành vi bán cho Hòa hai gói heroin với giá 200.000 đồng. Kiểm tra trên người của Duy phát hiện thêm 8 gói heroin. Duy khai là mua về để bán kiếm lời cho các con nghiện. Hiện các cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Thắng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thống kê từ bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi Đồng 2 và bệnh viện Nhi Đồng thành phố cho thấy trẻ mắc bệnh hô hấp phổ biến thường xảy ra vào những tháng cuối năm. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, số lượng trẻ em nhập viện do các bệnh lý hô hấp trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm đều có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do các siêu virus thông thường như rhinovirus, virus hợp bào hô hấp RSV, Adeno, cúm mùa, các bệnh hô hấp thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa, tạo các điều kiện thuận lợi cho các loại virus và vi khuẩn phát triển. So sánh trong vòng 5 năm kể từ năm 2019 đến năm 2024, số lượng bệnh nhân hô hấp năm 2024 vẫn không có biến động đáng kể. Số bệnh nhân viêm tiểu phế quản dao động khoảng 5.000 trường hợp trên một năm và viêm phổi dao động khoảng 10.000 trường hợp trên một năm. Tình trạng cũng tương tự tại các bệnh viện có khoa nhi khác trên địa bàn thành phố. Vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là khi bước vào mùa tự trường, tình hình bệnh hô hấp ở trẻ em thường có xu hướng tăng cao do các yếu tố thời tiết biến động và sự lây lan trong môi trường lớp học. Tình hình gia tăng số ca bệnh hô hấp ở trẻ em trong thời điểm hiện nay không phải là một bệnh hô hấp mới, nguyên nhân chính là các siêu virus thông thường như Rhinovirus, virus hợp bào hô hấp RSV, Adeno, cúm mùa thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định. Tuy nhiên, để đề phòng và hạn chế sự gia tăng của các bệnh lý hô hấp trong giai đoạn này, Sở Y tế khuyến cáo người dân và các cơ sở giáo dục phải thường xuyên vệ sinh lớp học và giữ thông thoáng lớp, các cơ sở giáo dục cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe của học sinh phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi để thông báo kịp thời cho các cơ sở y tế. Ngoài ra, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo phụ huynh không nên quá lo lắng, thay vào đó cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và gia đình. Tình hình bệnh hô hấp tại thành phố vẫn được kiểm soát tốt và chưa có dấu hiệu bất thường so với các năm trước. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin điều nóng 24 giờ trên kênh YouTube của báo Công Thương. Quý vị hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo